Ngày 17 tháng 6, người ta trông thấy một đoàn xe quân sự Ấn tiến về biên giới Ladakh, nơi vụ đụng độ mới đây giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc làm 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày cho biết, Ấn, Trung đồng ý giảm leo thang tình hình tại biên giới càng sớm càng tốt. Trung Quốc nói, Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc điện đàm hôm 17 tháng 6 với Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jayashankar đã kêu gọi Ấn phải trừng phạt nghiêm những ai chịu trách nhiệm trong vụ đụng độ, đồng thời phải kiểm soát binh sĩ biên giới. Tại Ấn, Thủ tướng Narendra Modi vinh danh các binh sĩ Ấn Độ vừa hy sinh. Vụ đụng độ tại vùng Ladakh ngày 15 tháng 6 là vụ đối đầu gây chết người đầu tiên giữa Ấn Độ và Trung Quốc kể từ năm 1975. Lực lượng an ninh Ấn Độ cho biết đôi bên đều không nổ súng. Vì không được phép tiết lộ tin tức, các giới chức Ấn Độ nói với điều kiện ẩn danh cho biết các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đánh nhau bằng tay không và sỏi đá. Trung Quốc không cho biết họ có binh sĩ nào bị thương hay tử vong hay không. Cùng ngày 17 tháng 6, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bùng phát tại những thành phố khác nhau của Ấn Độ. Tại New Delhi, người biểu tình gần tòa đại sứ Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ ngay và đưa lên xe buýt. Họ kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Tại Lucknow và Mumbai, nhiều người tụ tập đập nát điện thoại và đốt những dụng cụ điện tử khác made in China. Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Trung tự chế tối đa.